Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 28 tháng 10 thì tiếp tục hôm nay em lại lên cho các bác một số sản phẩm mới. Hôm nay tất cả những hàng này đều là hàng mới hết các nhé. Đây là những sản phẩm VIP, hàng đấu giá về, rất nhiều sản phẩm đời cao. Rồi em sẽ đi qua lướt một vòng bác thấy nhé. Bác nào có nhu cầu cái gì thì đợi đến cái đoạn đó thì các bác coi nhé. Đây, đầu tiên là một bộ K531, bộ này rất VIP, một bộ K505 của Kenwood. Và hôm nay lại tiếp tục lên một bộ 765 nhé. 765 hôm nay em có cả cục rời luôn. Và bộ 765 đẹp xuất sắc luôn. Một bộ S1, dòng GMC S1 thì hôm nay có bộ này màu trắng nha các nhá. Đờ nông 3M380 5.1. Rồi hôm qua hôm xưa có nhiều bác mấy bác hỏi là dòng có dòng này, hôm nay em lại về được nhá. Rồi tiếp một cái đài bot, cái đài bot này. Bữa trước em có một chiếc về bán rất nhanh và hôm nay em sẽ lại có một chiếc nữa nhá. Hôm nay cái này chạy rất là tốt luôn, FM các thứ. Rồi bên trong bên này có một số loa rời này, giải mã một cục 765 rời và một cái âm ly dòng đờn nông 7.5 nhá. 7.5L nhá. Con này rất là đẹp luôn, con này là đời cao. Rồi em đi chi tiết và báo giá luôn các nhá. Em vừa mới lướt qua một dòng đấy thì các bác nào có nhu cầu cái gì thì đợi đến cái đoạn đó các bác theo dõi báo giá, em báo giá luôn nhá. Rồi bộ số 1, đây là một bộ dàn dàn VIP của hãng Kenwood dòng K531. Bác nào chưa qua dòng này thì biết dòng này rất là hay nhá. Đặc biệt cái cục cái này của nó làm được rất nhiều chức năng. Đấy, bộ này về hàng đấu giá về được nguyên đầy đủ phụ kiện hết nhá, chỉ thiếu thùng thuốc thôi. Khiển zin này, rồi dây loa, anten nó lại đầy đủ nhá, lưới nước đẹp hết. Bộ dàn này thì đặc trưng của nó có hai màu, một là cái màu trắng như vậy và một cái màu đen. Thì hôm nay về cái màu trắng nhá. Màu trắng thì sẽ nhiều bác thích hơn. Cái loa nó là loa màu kiểu màu cà phê và CD đọc tốt nhá. Còn loại này có Bluetooth rồi. Rồi có USB này. Có USB và có dock iPod nhá. Đó. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp chỉ thiếu một xốp thôi, đầy đủ phụ kiện nhiều nhá. Phía sau này. Đây, loa lít đẹp hết nhá. Mấy con loa này là loa mã con nó là 9915. Đó. Dòng này thì nó có USB này, CD này, giải mã này, Bluetooth này. Tóm lại cái đầu là nó phát được cho âm ly khác rất là hay. Phát được Bluetooth luôn, phát được CD luôn, phát được USB rồi giải mã nhá, rất là hay luôn các nhá. Đó, dòng này nó hay lắm. Tiếng bắt nào chơi qua mấy dòng cái hút tiếng bát lực lắm. Rồi màu cherry rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc. Rồi bộ này em bán cho các bác giá 4 triệu đồng nhé, 4 triệu đồng. Hàng đấu giá các bác nhé, hàng đấu giá các bác đừng có so sánh mấy cái hàng bãi thì sẽ rẻ hơn nhé, đấu giá đẹp hơn. Rồi giá 4 triệu đồng. Rồi tiếp sang bộ số 2, bộ K505 cách đây khoảng chắc cỡ nửa tháng em có bán một bộ rồi. Hôm nay là về một bộ nữa, khui ra một bộ nữa. Bộ này thì về cũng đầy đủ khiển zin rồi dây loa zin này. Anten nó như này nhé. Bộ này thì màu vàng loa nó cái đúng đặc trưng của nó luôn nhé. Đặc trưng của bộ dòng như này nó như vậy nhé. Màu nó như vậy. Bộ này có USB này, có NFC một chạm, rồi có Bluetooth luôn các nhé. Loa rất đẹp hết, đẹp xuất sắc luôn, đẹp thiếu dùng xốp thôi, đủ khiển anten. Đây phía sau loa này, cái dòng này thì nó cũng ngang ngang với dòng kia các nhé. K505. Đấy các bác cứ lấy cái model check bộ này, có OX. Bộ này thì giá thị trường rất là cao nhá, có những số bảo bán đến 5 triệu rưỡi 6 triệu cơ. Đó, đẹp xuất sắc các nhá. K505 các nhá. Con này có Bluetooth luôn các nhá. Có Bluetooth. Màu này, màu rất là đẹp luôn, loa trắng tinh. Rồi, đây củ khiển luôn. Bộ này chạy full chức năng các nhá. Rồi em bán cho bác giá 3,7 triệu. Số 2 3,7 triệu các nhá. Rồi tiếp sang số 3. Số 3 hôm nay em lại lên về được một bộ 765, bộ này thì xuất sắc rồi. 765. Bộ này thì em chỉ có khiển học thôi các nhá. Bộ này đẹp lắm, chỉ có khiển học thôi. Đấy, 765 thì các bác biết rồi, nó là trong dòng cao cấp.
chạy các kiểu chức năng luôn, nó lại chạy USB, chạy CD, rồi nó có dòng DSD, rồi NewWatt các kiểu, có mạng nhá. Loa thì loa zin trong theo bộ dàn luôn, loa này có mũi lựu đạn này. Đấy, mặt mũi đẹp xuất sắc nhá. Có về thì thấy có cả anten, rồi đặc biệt này các bác nhìn này, đặc biệt nhá, có một cái bộ dây nó rất là vip luôn các bác nhá, bộ dây nó khủng khiếp luôn. Các bác nhìn này, những cái bộ dây thật sự là bộ dây Việt Nam, không có bộ dây là kiểu như này đâu. Đấy, xịn luôn, bộ dây xịn lắm. Nó xịn hơn các bộ khác rất nhiều nhá. Loa thì tóm lại là không một tì vết nào, đẹp xuất sắc luôn nhá. Loa này loa đẹp lắm. Mấy bộ trước em có bán nhưng mà cũng có bộ nó, dĩ nhiên nó cũng có vài vết lông mèo chuột gì đấy, nhưng mà con này thì đẹp lắm nhá. Đẹp lắm. Loa thì zin luôn. Loa này loa 112EXT này là zin theo bộ này luôn các nhá. Loa này mã số của nó là 1841. Đấy. Đây cục phía sau thì nó có bao gồm có cổng mạng này. Có cổng mạng thì em không test đâu nha các bác nhá. Bác nào chơi thì nghiên cứu. Có Pico in này, giải mã nhá, và dây loa cho xịn luôn. Đấy, loa này. Đây dây cái dây của nó, em nói thật là nó chỉ dây này, mấy cái dây này khủng khiếp lắm. Có Onkyo nó luôn luôn như vậy nhá. Dây nó bằng gấp 3 cái dây bình thường. Loa này, đấy, các bác nhìn thấy loa nó đẹp không? Cặp này trong những bộ dàn bữa trước em bán bộ này là loa đẹp nhất luôn, cục đẹp nhất luôn nhá. Đấy, nhưng mà có khiển học đấy nhá, khiển học thì chỉnh to nhỏ nick bài kiểu, còn cái dòng này thì nó cũng chỉnh trên máy được nhé. Đó, chạy hết chức năng luôn, CCD được tốt, mặt mũi đẹp nhé, hàng đấu giá về đẹp xuất sắc luôn. Thì bộ này em bán cho bác dưới 6,7 triệu cơ nhé, 76,7 triệu bộ này. Đấy, giá này bao là rẻ rồi nhé. Thời điểm hiện tại thì rất nhiều bác chơi đánh cái bộ này theo đơn hàng lớn ấy, thì về nó rẻ. Trước đây những bộ này em nói thật mười mấy triệu mới mua được bộ này các nhá. Rồi giá 6,7 triệu các nhá, giá này thì em không bớt được các nhá, bác nào mua được thì alo cho em. Bộ giá này cân nhắc kỹ rồi đấy, loa đẹp xuất sắc luôn. Rồi số 4 số 3 6,7 triệu. Rồi sang số 4 các nhá, số 4 là bộ dòng JBC S1, cái dòng này thì em bán thường xuyên này. Em thấy cái bộ này nó hay nhá, nó hay, giá nó hợp lý, thời điểm này nó giá nó hợp lý. CD đọc tốt luôn, CD đọc tốt. Bộ này là loa màng gỗ rồi, không màng gỗ, loa màng gỗ các bác nhá, màng gỗ độc quyền của hãng rồi các bác nhá, JBC màng gỗ độc quyền của hãng JBC rồi. Bộ này thì là bộ màu trắng, bộ trắng nhá. Loa thì bên trên nó có vân gỗ đấy, nhưng mà loa các thứ đẹp hết. Cái loa tần giải bằng gỗ rất hay nhá. Thì cái này quên mất, để em lấy cho đây. Cái bộ này thì em sẽ tặng các bác một cái đầu iPod để cắm vào đây để bắt Bluetooth các bác nhá. Đấy, bắt được Bluetooth, có dây loa, có anten, rồi có khiển zin luôn. Hàng đấu giá về không nhá. Quay phía sau này, loa các thứ nó còn đẹp hết nhá. Đây loa này, đấy, đẹp hết các bác nhá. Đây này, đó, đấy, nó hàng đồng giá thì cơ bản đẹp, đủ khiển, đủ zin tất cả luôn. Rồi bộ này em bán 3,6 triệu nhá, bao gồm tặng luôn cả cái cục có Bluetooth kia nhá. USB chạy tốt, CD chạy tốt, có bắt được bộ có đầu iPod để bắt Bluetooth nhé coi nhá. 3,6 triệu cho bộ số 4. Rồi sang bộ số 5. Số 5 là một bộ đờn ông M38, là dòng này vừa nghe dạng phim này. Bác nào bữa trước mấy bác có hỏi là dòng thích dòng nghe mặc phim. Bộ này thì đẹp lắm, cục nhất nó đẹp nhá. Đấy, cục đẹp. Dĩ nhiên là mua thao thì bán vậy thôi. Những bộ này thường thường em sẽ bán hơn 3,4 triệu đấy. Rồi bộ này cái bát nó khoảng 18 nhá. Bát này bát cái này súp hơi này. Súp hơi nhá. Loa thì bộ 5 loa. Đấy. Đời nó M38, bác lấy một M38 nhé. Bộ này về thì đầy đủ. Tóm lại nó đầy đủ hết nhé. Kể cả có hai cái chân này để các bác đặt hai cái đầu này. Thì bác đặt cái súp lên này. Có đủ luôn ạ. Dây nhạ đủ. Những dây này thì nó có đều có màu hết không nhá. Thế nên các bác cắm sau rất là dễ.
quay phía sau này, loa đấy còn đẹp hết nhá. Thì nhiên này chỉ có một xíu là chơi chân này thôi, xíu thôi. Đó, xíu thôi, không đáng kể nhá. Hàng này là hàng đấu giá về như dĩ nhiên là vẫn hàng cũ, nhưng mà loa nó mắc của nó cũng tới 80W một thùng đấy. Chịu sức chịu nó tốt phết. Đây. Phía sau này, phía sau có các cổng có tới 3 cổng quang in và một số cổng analog in nhé các bác nhá. Rồi những cái cổng này này các bác nhìn này, đó, cổng này nó có phân màu luôn nhé, các bác về rất dễ cắm. Phân màu luôn ạ. Đây này, như là Kenter thì nó có cái màu này này, màu xanh này, đấy. Thì các bác cắm cổng Kenter, đấy. Đây nó có màu hết này, đó. Đây cái này là Spra, à cái này là phông, còn là Sprout thế này. Đó, rất là dễ nhá. Rồi bộ này em bán 3,4 triệu nhá, 3,4 triệu bộ này nó đầy đủ các nhiều shop họ bán họ không có những cái dây này đâu. Đầy đủ không nhá, đầy đủ hết chỉ việc về nghe thôi. Mặt mũi thì đẹp hết nhá. Kể cả trên này này, trên này nó vẫn còn cả mấy cái nhựa này này nhá. Hàng đấu giá về nó vậy. 3,4 triệu cho bộ đàn ông M380 vừa nghe nhạc xem phim nhá. Bộ này để phòng nghe nhạc xem phim rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, có súp. Có cổng quang luôn. Rồi sang số 6 đây là một cái đài bot các bác nhá. Đài bot này rất là hay luôn. Cái bát nó lực cực kỳ luôn các bác nhá, cái bát nó lực lắm. Đây, bộ này cũng là hàng đấu giá về các bác nhá. Này nó bị sứt một xíu này. Xíu thôi. Nhưng mà đẹp lắm. Hôm nay là có FLAM. Đây là FLAM. Nó có một cái hai loa súp với hai loa sông trên này nhá. Tiếng rất là hay luôn, và đặc biệt con này các bác có thể trước đây em chơi con này em chuyên đi du lịch. Nha, các bác có thể đi du lịch được. Đeo nó đi làm đi du lịch đánh rất lực luôn. Em bao các bác đánh phòng nha. Rất nhiều cái bộ dàn tầm 4-5 triệu, 6-7 triệu. Mà dàn chung chưa nó chơi lại nó đâu. Đây là có cổng volume này, chỉnh bát chép đầy đủ này. Gia đình Việt Nam đây được xây dựng, gìn giữ và phát triển với và những giá trị nhân. Có OX nhá. Có OX này, có AM/FM được này, có cái cassette nó vẫn chạy nhá. Cassette chạy ngon luôn ạ. Chơi OX thì các bác cắm đây, bấm vào đây là OX này, OX, đấy, OX. Có kể cả nó phát ra được nhé, phát ra ngoài được nhé. Đó, rồi phía sau này, phía sau là cái bộ này đẹp lắm, là hàng đấu giá chứ nó sạch rất sạch sẽ các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy trắng tinh, có nhiều bộ, các bác nhìn nhiều bộ nó vàng vàng rồi, cái bộ này nó trắng lắm. Bot, đằng này bot AW1, đấy. Có cổng OX in này, ra này, có đầy đủ luôn. Đây có AM, FM. Rồi, cái này á, cái này các bác cắm hiện tại là cắm điện 100V. Nếu mà các bác đem đi du lịch á, thì các bác xài pin. Đấy, đây là dây quai đeo này. Có dây cái này, cái bao này, bao zin của nó này. Quai đeo này, các bác có thể để pin vào đây. Không biết bao nhiêu quả pin đây. Để pin nữa nhá. Em trước em có đi một ngày một đêm mà chơi pin là không hết đâu nhá, mở liên tục không hết đâu. Đấy, các bác để vào đây thì các bác cắm cái đầu này vào cái đầu ấy này. Đó, cắm vào cái đầu này. Ví dụ rút điện ra thì nó có cái đầu ra đây. Đấy, cắm đầu vào, cầu đầu đây. Gạt sang nó sẽ có đầu nhá. Đó, các bác đeo đi du lịch. Đấy, bên này có túi chất đầy đủ nhá. Cái bộ này rất là hay luôn các bác nhé, bác nào chơi qua rồi biết. Đây cái này là cái cắm điện, cắm tiết kéo ra, cắm OX thì kéo này ra, không phải nút ra đâu nhé. Em nút ra để cho các bác thấy thôi. Mod thì luôn luôn hay nhá. Đem đi picnic du lịch rất là hay luôn. Mà để phòng cũng tuyệt vời luôn các bác nhé. Em bác bao các bác là nếu để phòng quánh đi chơi G-Mix nhiều. Gia đình của mình quan sát và để ý nhu cầu cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi thành viên. Rồi bộ cái đài bot này. Đài bot này em bán 3,5 triệu nhá, cách đây khoảng mấy bữa em cách phải 2 3 tháng đấy, em bán một cái cũng như này. Nhưng nó hơn cái này có cái hướng dẫn thôi.
Đấy, cái này là cassette. Hơn cái này có sách hướng dẫn thôi, bán 4 triệu đấy. Hôm nay bán 3 cái bộ này, thiếu khách hướng, không có sách hướng dẫn thì em bán 3 triệu nhá. Mà tất cả còn là hàng đấu giá về các nhá, 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu này. Có sách hướng dẫn mà bán 4 triệu bữa trước ấy. Còn không có thì bán 3,5 triệu. Boss rất là hay. Cái này nó có chiều rộng là khoảng 50, gần 50 các nhá. Túi này, đeo luôn. Có dây đeo đầy đủ luôn nhá. Đó. Rồi số 6, 3,5 triệu nhá. Rồi sang số 7. Số 7 cái này. Số 7 là một cái âm ly của Denon. Dòng này là dòng cao cấp của hãng nhá. Con này là 7.5L. 7.5L nó là dòng cao cấp rồi. Các bác nào biết chơi quá biết rồi. Đánh cộng A, B, A cộng B. Cái cặp loa nó cũng rất là mắc tiền. Nó có lon led, nó có chỉnh mắt chấp ba lăng đầy đủ nhá. Cái volume này là mạ vàng luôn. Mạ vàng đúc luôn nhá. Mạ vàng. Loa. Cái này zin tuyệt đối nhé, hàng đấu giá zin tuyệt đối các nhé, còn đẹp. Đây phía sau này, chạm này, mạ vàng hết các nhé, mạ vàng hết. Đấy, mạ vàng hết, đấy đánh A, B, A cũng B luôn nhé. Đánh từ 4 đến 16 ôm, đấy, rất là đẹp luôn ạ. Đây, hai bên này có má, má ấy luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Rồi, đây có nhiều bác hỏi, bữa trước em có loa bán ấy. Mà bữa nay cái quẻ cục này. Rồi cục này em bán cục âm ly 7.5L nhá, chạy MOSFET luôn. 7.5L. Đây là dòng cao cấp chứ không phải 7.5S đâu nhá. Dòng này nó đắt tiền hơn nhiều nhá. Giá 3,4 triệu. 7.5L 3,4 triệu các nhá. 7.5L 3,4 triệu. Rồi tiếp sang là một cục 765 N765 các nhá. Xỉn số 5 này. Đấy. New Wood các kiểu giống cái cục kia. Đây có cặp loa kia các bác có thể ghép được nhá. Nhưng mà hôm nay em bán rời ra. Số 8 N765 có USB, có CD, có chỉnh bát chất các thứ trên máy đầy đủ. Con này giải mã rất là hay. Có khiển học nhá. Mặt mũi còn đẹp, mặt mũi còn đẹp nhá. Lưng nghĩ nha, con này vẫn là đấu giá, nó hơi chỉ chảy xíu lưng này. Nhưng không đáng kể đâu nhá. Dây loa dây nguồn Serin. Rồi chạm bắp chuối, có cái cổng internet này, có USB phía sau nha. Chạm bắp chuối có giải mã đầy đủ, nó N765 con này thời điểm trước toàn trên chục triệu. Đấy. Cái cục này không ấy. CD đọc tốt nha, đèn sáng trưng. Rồi bộ này cái này thì em bán 4,2 triệu nhá, 4,2 triệu cho cục này nhá. 4,2 triệu cho cục này, mặt mũi đẹp. Đấy. 4,2 triệu cho cục số 8 này, bởi vì em bán theo bộ ấy, thì bộ này thì hôm nay nó ghép mấy cái loa 112 kìa. Thì mấy bác nào mà muốn mua loa ghép vào cũng được, cái cặp loa kia cũng đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay bán rời có nhiều các bác hỏi rời ấy. Rồi số 8 4,2 triệu. Rồi sang số 9. Số 9 con này là đồng D2 các bác nhá. Onkyo D2. Con này thì cái đèn hơi tối, nếu mà nhìn ngoài thì vẫn sáng đúng nhá, nhìn ngoài thì vẫn sáng, nhưng mà nhìn qua cái điện thoại nó hơi tối chút nhá. So với bình thường nó hơi tối, cho em bán giá nó hợp lý các bác nhá. Này thì cũng có loa D2 đi luôn này, nhưng mà em bán rời nhá. Mặt mũi đẹp, hàng đấu giá về, CD đọc tốt, giải mã rất là ok luôn. Mà dòng D2 này đánh âm ly này, chơi loa châu Âu rất hay nhá. Đấy, có cổng quang in out đầy đủ này, giải mã này, có giải mã hai thiết bị khác nhau được, còn chạm bắp chuối xịt này, đánh từ 4-16 ôm nhé. Con này thì dòng D2 nó cao cấp nhất của dòng D rồi, bác không phải nghĩ ngợi. Đây nó vẫn chạy CD chạy tốt này. Đấy, nó không phải nháy nháy như vậy đâu, bởi vì qua điện thoại nháy vậy, nhưng mà nhìn ngoài vẫn sáng bình thường nhá, mặt mũi đẹp. Rồi con này đem bán 2 triệu thôi nhá, bình thường con này đều bán 2,5 triệu nhá, có cái khiển học luôn, 2,5 triệu luôn đó. Cái bộ này có nhiều khi họ bán tới 6 triệu mấy. Rồi em bán 2 triệu thôi nhá. Đèn ngoài vẫn sáng bình thường, rắn vẫn nhìn thấy được các bác nhá. Nhưng mỗi cái là bác nào thích em chụp hình nhá. Nhìn qua ánh điện như vậy. Rồi số 9, 2 triệu. Rồi sang số 10 nhá. Bác nào mua ghép bộ này thì rẻ này. Có 3 triệu mấy. Đây số 10 cũng là cặp loa D2 ghép với thằng này luôn được này. D2 nhá. Cặp này thì loa 120W D2 đây, chuẩn chỉnh luôn. Tóm lại loa này hàng đấu giá về cũng đẹp, nhưng mà nó bị thế này. Nó bị chảy một cái góc này, chảy xíu. Cái này là cái đề can nó bong chứ không bể nở gì hết nhé. Đề can nó bong thôi.
không cái bể bể nở gì hết. Đấy, cái cặp loa này em cũng bán cho các bác với giá 2 triệu đồng các bác nhá, 2 triệu đồng. Đấy, các bác nào mua hai bộ món này lời được 1 triệu so bình thường nhé, lời 1 triệu so bình thường này. Đấy, đấy bộ này thì là một bộ này D2 này, nhưng mà vẫn đang rời nhá, số 9 đến 10 đều đồng giá 2 triệu. Rồi sang số 11 này các bác có thể ghép đến cái bộ kia, nó về theo bộ kia đấy, nhưng mà em bán rời. Số 11 là một cặp loa dòng đời cao nhá. Đấy, có Onkyo. Onkyo thì dòng D7/5 nó cũng ghép nhiều loại lắm, nhưng không phải là ghép, không phải riêng về một cái cặp loa, cặp loa kia là ghép đúng này. Đó, nhưng mà rồi 7/5 đây, loa của nó D112 LTD nhé, dòng này là dòng cao cấp nhất của dòng D rồi. LTD là bản giới hạn đấy, 112 LTD, LTD bản giới hạn các nhá. Đấy, 120W 4 ohm chạm bắp chuối này. Đấy, D112 LTD các nhá. 112 LTD. Đấy, 112 LTD. Loa hai bên này nó có hai cái má gỗ nhá, gỗ này kiểu gỗ thật luôn đấy. Bên trên này sơn bóng piano. Đấy, màng màng kera chép chạm bắp chuối này. Đấy, lưới đủ nhá. Cặp loa này bán 2,5 triệu. 2,5 triệu nếu bác nào mua ghép cái kia được, ghép kia thì em bán bớt giá thôi nhá, 2,5 triệu. Đó, 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu cho bộ, cho cặp số 11 này. Rồi, vừa rồi em giới thiệu các bác 11 sản phẩm nhá. Hôm nay đều là hàng đấu giá VIP hết nhá. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Bên em có cọc thì mới đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, còn chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu alo cho em.